trở lại với channel của Quân. Hôm nay khai xe đầu xuân các bạn. Năm nay Quân không có đi tour, năm nay ở nhà các bạn ơi. Còn lý do ở nhà thì tại sao thì Quân sẽ kể cho các bạn vào cái vlog tiếp theo. Hôm nay thì ở nhà không đi đâu cả, nên hôm nay thì lấy xe ra chạy có hẹn với mấy anh lớn chơi mô tô, chơi xe đi. Hẹn với Quân nhất các bạn. Lâu lắm mà, lâu lắm mới chạy xe lâu nhất á. Hôm nay đi đường mới luôn. Nay đi Trường Chinh các bạn, xong rồi Cộng Hòa lên Nam Kỳ, đi cho cái đoạn đường nó dài ra một tí. Đông quá, đông quá. Hôm nay chắc là mọi người dưới quê lên nè. Hôm nay là mùng 8 mà. Ôi ơi là trời. Thôi cái đúng luật mà đi các bạn. Đây rồi nhạy cảm. Cái nào mình quậy được thì mình quậy, cái nào mình căng là mình căng, cái nào mình kiềm chế được thì mình hãy kiềm chế. Các bạn Tết làm sao? Vui không? Đi được nhiều không? Năm nay thì Tết năm nay là Quân dành cho gia đình, mình không đi đâu cả. Ý là không đi đâu xa á, không đi tour như mọi năm. Hôm nay ở nhà. Để gọi là để dành. Để có gì vào năm mà nếu mà có cơ hội thì Quân sẽ đi tour. Hy vọng là sắp xếp được thời gian để đi tour. Làm một cái tour đó mặc cái bộ giáp nóng nực lên. Lâu lắm rồi, thật sự rất là lâu rồi chưa đóng cái bộ giáp lên người các bạn. Nhớ dã man. Cảm giác bí bức khó chịu nhưng mà lại sướng. Vừa nóng vừa mệt nhưng mà nó đã các bạn.
Sài Gòn Cộng Vắng nè. Wow. Mình chạy được nhanh tí cho Sài Gòn. Số 1 đạp nhẹ quá nó về mo luôn. Mình sẽ chạy tới đầu đường Nam Kỳ với Văn Chổi á, thì mình sẽ chắc dừng lại để coi lại cái định vị. Nóng dã man luôn. Mấy ngày xe cất nhà thì trời nó mát dễ chịu các bạn. Nay xách xe đi, nay xách xe đi cái là nó nóng mà. Hello mấy anh làm gì đây? Em chạy chậm lại một tí mấy anh. Chết rồi, mấy anh đi Nam Kỳ rồi. Giờ Quân tấp vô đây để Quân search cái đường cái. Chạy thẳng xuống Lý Tự Trọng luôn. Xong mình chạy ngược lên.
Ok. Quá dữ, quá ngầu. Tôi vừa thấy cái gì á, trời đông luôn. Thank you.
Chỗ xưa lộn xộn nè. Đường mà nhìn đi đâu á. Nữa. Đường ướt nữa. Trời ơi là trời. Xe nào chắc nó tưới đường các bạn. Đổi điện thoại đi. Rồi, tới cà phê các bạn. Đó, mấy anh em chơi nè. Nên là dân nghiện. Rồi.